Sau khi chị Xiến ăn xúc xích siêu to vẫn chưa thấy no thì chị Xiến tiếp tục mua một con bạch tuộc đại dương về ăn. Liệu chị Xiến có ăn hết con bạch tuộc này không? Thì mời chú anh chị mình xem clip sẽ hiểu rõ nhé. Nữa ăn bạch tuộc dạ. Với em ha. Mà anh chị em của mình, anh em mình ăn nha. Dạ. Đó em ơi. Bạch tuộc này cũng bự quá trời nha. Ôi đã kìa. Ôi. Ngon này con nghe, quá hấp dẫn rồi. Rồi giờ mình cao lên xíu thôi, mình cầm một cái trái ớt. Đã kìa. Quá hấp dẫn rồi. Ngon quá anh em ơi. Nó ngon. Nó bữa nay là chị Xiến thèm bạch tuộc nên là chị Xiến tự mua ăn ngay cô chú chị. Đó. Sao? Cảm giác sao chị Xiến kể cho khán giả nghe chị Xiến? Ngon. Ngon hả? Rồi đó giờ chị có ăn bạch tuộc này chưa? Ăn thì có ăn. Sắc ra rồi. Chưa ăn nguyên con. Chưa ăn nguyên con ha. Rồi cảm giác là cắn như vậy thấy làm sao? Nó giòn mà nó ngon lắm. Ăn là chắc liền quá hết. Gì hết. Thì nào thèm mình mua ăn nghe có gì đâu, dạ. Không? Có chú Tư tại chợ mà. Có chú Tư tại chợ mà lo gì, dạ. Không? Dạo này thấy chú Tư tẩm bổ quá mà. Trời ơi, quá đã rồi. Rồi chuẩn bị cái ly này chắc lúa mạch hả? Dạ. Rồi lúa mạch, lụm vô. Lúa mạch. Vô lúa mạch liền. Đó. Dạ. Trời ơi, quá đã rồi. À, lúa mạch nghe. Dạ. Còn có chiếc con giả rồi. Rồi như chào con giả đây. Nói chào con giả đi nha. Coi như ăn gà quá hấp dẫn rồi. Rồi. Quá hấp dẫn rồi hai mẹ con. Không có gần á, không gần á. Không có gần cửa á. Cười không? Thấy ăn ngon á. Thấy ăn dễ thương không? Ngon nha. Dưa leo đâu chị Xiến ơi, dưa leo. Quá hấp dẫn rồi. Như phải ăn mực hay gì chị Xiến ơi. Thấy ăn ngon miệng kìa. Không. Trời ơi, ớt mà ăn như dưa leo kìa. Cay á, có mà. Đã kìa. Nó giòn ha, thấy chị ăn gì ăn sực sực thấy nó giòn rồi đó. Đó, cầm đi, đó như cầm ăn đi con. Như ăn đó nha. Như là không có kén gì hết trơn á. Như cái gì như ăn cho nghe của chú anh chị. Như ăn rồi ăn luôn. Hai mẹ con là mút bang. Mút bang nha. Rồi, vô lúa mạch luôn. Cái, cái đó là ly tiêu hóa đấy hả chị? Dạ. Vô. Vô, vô con vô luôn, quá dữ rồi. Chưa ăn đi con. Có ngon quá anh em ơi. Ngon quá. Quá ngon. Quá ngon. Quá ngon rồi, luôn mặt gót, ốc 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 nha. Dạ. Quá ngon. Trời ơi. Hấp rô rô. Ép nhiều vô. Hấp nhiều vô. Quá ngon. Lâu lâu rồi chị Xiến ăn ngon bữa nghe cô chú anh chị. Dạ. Chứ lâu lắm rồi mấy mẹ con mới được ăn bữa bạch tuộc nướng hay là tuần này bạch tuộc hấp hả? Ngày hấp. Hấp ha. Dạ. Lột hấp. Lột ha. Lột ha. Không nhận chú Tư dạo này thương chị Xiến dịch thiệt. Dạ. Quá tẩm bổ luôn. Nhìn mấy trái dưa leo của chị Xiến ăn luôn cũng thấy thèm nữa. Non. Ngon hết sức ngon. Ngon rồi, ngon. Nè, đó nè, ăn miếng ớt nè, đó, ớt mà ăn như dưa leo kìa đó nè. Nó cay mà nó ngon không? Cay ha. À. Ngon ha. Ngay dưa leo. Ngon quá đẹp rồi. Có nhiều khán giả vô bình luận nói là chị Xiến thấy không có đi làm gì hết trơn mà suốt ngày cứ ăn hoài à, chị có bí quyết gì chia sẻ cho khán giả không? Dạ em cũng nói thiệt khán giả, em là làm nghề nội trợ trong nhà. Cái đó em nói thiệt à. Là chị làm ẩm thực ha. Dạ. Nội trợ trong nhà đó cho con, cho gia đình đó. Móng mà mở ra đấy mới dẹp nè. Chị nói là cái số chị Sướng được anh Tư thương. Đó là anh Tư chu cấp là đồ ăn cho chị Xiến ăn hàng ngày. Nó không cần có đi làm gì hết trơn á. Có anh Tư anh thương rồi anh không có cho đi làm. Đó nên là thích cái gì thì anh Tư cứ cho tiền mua thôi. Nó mua đồ ăn cho ăn.
rồi cuối tuần đó anh Tư ra thăm đó, nghe không? Để nhiều khi khán giả nói sao mà không thấy chị đi làm mà có suốt ngày cứ ăn với uống hoài vậy không? Ờ, chị nói mà không có mẹ nhà mày giữ con, em đi công ty em làm. Mà có cái rồi không ai giữ con, em nhà giữ con mà cái công việc nội trợ của em là hồi đó tới giờ mấy chục năm rồi. Thì hôm nay chị Xuyến cũng nói thẳng ra luôn là được anh Tư anh nuôi đó. Dạ. Nói thẳng ra luôn đi, là anh Tư anh nuôi hàng ngày luôn đó. Buôn bán thì có buôn bán rồi đấy, em bán trái cây đó khán giả. Mà là xỉu à, bữa lỗ bữa lời khán giả thôi. Chưa bỏ chữ xuống con. Mẹ nó nói là buôn bán là lớn không có bao nhiêu thôi, ở nhà đi chồng không nuôi. Mẹ em ở nhà thì có gì ăn nấy, mấy năm nay em ở nhà nội trợ trong nhà vậy đó khán giả. Trợ đi quen rồi ha. Là chú Tư cung cấp ha. Chú Tư tài trợ chị ha. Ổng được tiền nhiều không có mà vài trăm ăn uống có lai gai gai đó khán giả. Đủ ăn khán giả lai gai gai đó. Người dùng chị Xuyến được cái phước là được anh Tư anh thương. Anh lo chăm sóc chu đáo luôn. Thấy không? Là không có sợ đói. Dạ, nhiều thì không có mà lai gai gai có vài vài trăm có ăn uống gì đó. Chứ còn thì chịu cũng có nha. Vài trăm trở lại có hoài ăn uống hoài. Nè, ăn gì leo nè, ớt cắn. Cắn là ăn trái, trái. Ớt mà ăn gì trái cây ha. Ăn rượu ha. Ăn là ăn trái. Đó, có đi bán trái cây nữa đó không vậy? Rồi đó, chị bán gì cho chị Xuyến? Chị bán mận cầu với nho. Nho ha. Mận cầu với nho. Với nhãn mình á. Chứ chôm chôm. Rồi bán vậy rồi đỡ không? Sao cái này nghỉ bán luôn vậy? Bán bữa đắt bữa ế rồi trái cây mà để lâu qua ngày nó bị dập. Đúng rồi. Dập hư rồi chị không thích à. Bán một ngày lại cho hết ngày lấy. Ừ. Hả? Như thương mẹ quá ha. Như nó có hiếu hay gì á. Như thương mẹ quá, đúc rất mẹ là thương quá xíu luôn á. Để con đút lại cho mẹ, mẹ đút cho kéo con. Kéo lên đi Như. Kéo lên đi con. Như kéo lên con. Như đút rồi ha đó. Như dạo này nó chuyện nhiều. Nó hiếu thảo gì chị Xuyến nữa. Dạ, gặp chị muốn là cho ăn. Mấy chị mua bánh lọt với chân. Như hiếu thảo kìa. Kêu chị ăn kìa. Để từ từ ăn á. Lo cho chị Xuyến dữ đó. Lo lắm luôn á. Con hiếu mẹ. Đó, dưa leo nữa kìa anh em, nó lấy dưa leo cho chị Xuyến nữa kìa, thấy chưa? Đó, quá dữ rồi. Nó ngoan hơn Quyền nha. Ớt nữa kìa. Trời ớt rồi kìa. Cái ớt nữa kìa. Đó. Dữ quá. Tôi biết chị Xuyến là thích ăn ớt. Rồi còn miếng vô miếng mạch. Nó muốn mạch á. Vô mạch vô rồi. Ngon quá anh em ơi. Quá hấp dẫn rồi cô chú anh chị ơi. Rồi chị nói là gì, cảm ơn chú Tư đã tài trợ cho cái chương trình bữa ăn hôm nay coi. Dạ. Sau tuần nghỉ mình cũng sống nha, làm thế năm nay anh Tư. Em cũng cảm ơn, nói mình dặn mà thương. Đang nói từ từ có đúc, từ từ. Anh cũng tài trợ cho em ăn nói nha. Ăn đi, ăn đi, ăn đi chị, ăn đi rồi nói sao chứ, để nó đút hoài. Nó ngoan mà. Thôi chị Xuyến gửi lời cảm ơn anh Tư nha anh Tư ơi. Anh Tư có xem được cái đoạn clip này. Thì anh Tư cố gắng chăm sóc chị Xuyến. Tiền nhiều em không có, nhưng vài trăm cho mẹ con em ăn uống trả búa được. Mẹ em cũng cảm ơn anh nhiều. Mình cũng sống nhau mấy năm rồi. Nhưng mà những lúc thì cũng có cự gãi không em? Tránh không sống phải thua mà. Thì trải qua cái lại thì rằng anh không có làm đám cưới với em. Nhưng mà mình sống vậy anh cũng sống tốt với em. Mẹ em rất cảm ơn anh. Rồi hết luôn đây. Chúc anh một ngày mới vạn sự nhí, tiền nhà vô cả ký dạ. Rồi xong à. Rồi làm cái dưa leo nữa coi hết luôn à. Quá ngồi chị Xuyến ơi à, chú Tư chăm chị Xuyến kiểu này là cuối tuần là ra thăm à. Chị Xuyến ăn là ai cũng phải thèm hết trơn. Rồi ai cũng thấy là cũng phải là thèm hết trơn á. Dạ. Khi nghe những lời chúc này chú Tư rất là vui nếu xem được cái clip nha. Những lời cảm ơn chân thành của chị Xuyến. Rồi nói về cảm nhận ăn con bạch tuộc này coi. Rồi quay má bạch tuộc luôn vậy á. Quá ngon. Ngon ha. Dạ. Ăn đổ mồ hôi cho em. Ngon vậy chắc mai mốt chị mua về ăn đi chợ đi gặp. Dạ. Ngon quá. Nhầm vô lúa mạch ha. Rồi vô lúa mạch đi. Chậm chậm luôn. Kéo rồi coi, ốc ốc rồi coi. Thôi rồi. Ai ơi. Oh, wow.
dữ quá dữ luôn. Rồi thôi chào khán giả. Chào anh em ơi. Chào khán giả.